Bạn có thể gọi cảnh sát, chữa cháy hoặc là xe cứu thương trên 000. Xin lưu ý rằng điều này chỉ gọi khi khẩn cấp. Và nếu có vấn đề gì về an ninh trong trường, bạn có thể quay số 222 từ bất kỳ những điện thoại nào trong trường. Điều này sẽ kết nối bạn trực tiếp với các cơ quan an ninh trong trường. Bạn có thể liên hệ với các cố vấn sinh viên quốc tế RSA tại trường của bạn nếu bạn có bất kỳ tình huống khẩn cấp và cần tư vấn cần thiết. Bạn có thể tìm những chi tiết liên lạc với cố vấn sinh viên quốc tế RSA tại trường của bạn bằng cách nhấp vào trang web dưới đây.